Thank you.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cung kính ngưỡng bái bạch. Chư hòa thượng, thượng tọa, hiệp đồng toàn thể, chư tôn thiện đức tăng chứng minh, trong Liên Hoa Bảo Giám có ghi rằng: hiếu tâm tức thì Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Hôm nay ngày 6 tháng 3 năm Nhâm Dần, tại đạo tràng chùa Hải Quang có thân bằng quyến thuộc cố hương linh Phật tử Bùi Hữu Hồng, pháp danh Quảng Hảo, vân tập về tại đạo tràng thiết lễ kiến đàn trần tế tâm linh cô hồn truy tiến chư nội ngoại tiên linh chén tiến trung thất trong tuần hương linh Phật tử Bùi Hữu Hồng, pháp danh Quảng Hảo. Và giờ này ngọ thời đã điểm, toàn thể chư thiện nam tín nữ thân bằng quyến thuộc quả cổ hương linh có sẵn sen chút ít tình tài tình vật dâng cúng lên mười phương chư Phật thứ cập hiện tiền chư tôn thiện đức tăng, ngưỡng nguyện hồi hướng công đức kỳ nguyện kỳ siêu cho quả cổ hương linh, đồng thời cũng chật tiếng hồi hướng cho hương linh Bùi Hữu Hồng, pháp danh Quảng Hảo, sinh năm Tân Tỵ, mất ngày 17 tháng Giêng năm Nhâm Dần, hưởng thọ 82 tuổi, được siêu sanh về cảnh giới an lành. Nhân đây cùng hồi hướng công đức kỳ nguyện kỳ siêu cho toàn thể gia đạo được bình an. Ngưỡng nguyện trên chư tôn thiện đức tăng từ bi ai lợi ai minh nạp thọ. Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát tạc đài chứng minh. Nam mô Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng, thưa toàn thể trong gia đình tăng quyến, hôm nay nhân ngày trung thực đại tôn của hương linh của ông Bùi Hữu Hồng, pháp danh Quảng Hảo, là chồng, là cha, là ông của quý vị, quý vị người con người cháu hiện tượng với ngày của mình thiết lập đại ca trước là tiêu tiên người ngoài tiên linh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để tổ để thắp tăng chứng minh cho lòng thành một cái gì, và đồng thời xin chúng thể chúng ta ngang tâm niệm Phật để chứng minh cho lòng thành của toàn gia quyến. Thank you.
Thank you.